Huấn luyện viên Chaucer báo tin kém vui cho trò cưng của thầy Park. Huấn luyện viên Chaucer cho biết sẵn sàng trao cơ hội cho thủ môn Philip Nguyễn ở đội tuyển Việt Nam. Chiều ngày 24 tháng 8, ông Chaucer đã có buổi trao đổi thông tin với truyền thông liên quan đến tình hình đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Nhà cầm quân người Pháp thừa nhận rằng khó khăn ở tuyển Việt Nam hiện tại là các tiền đạo đều không đạt phong độ cao, bao gồm cả cầu thủ chơi bóng trong và ngoài nước. Hiện tại không có cầu thủ Việt Nam nào thực sự thi đấu ở nước ngoài. Tại V-League thì các tiền đạo cũng không có phong độ tốt. Họ chỉ ghi trung bình 2-3 bàn thắng trong quãng thời gian vừa qua. Mọi người có thể sẽ chỉ trích Công Phượng hay Văn Toàn, nhưng phải nhìn về một số gương mặt khác như Tiến Linh và Đinh Thanh Bình. Họ cũng không có phong độ cao và trong đội hình đội tuyển Việt Nam hiện tại không có cầu thủ nào là tài năng xuất chúng, ông Chaucer nói. Vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam cũng đề cập đến trường hợp của Philip Nguyễn, thủ môn Việt kiều mới về Việt Nam chơi bóng và khao khát khoác áo đội tuyển quốc gia. Philip Nguyễn đang xin cấp quốc tịch Việt Nam. Tôi đánh giá cậu ấy đang có phong độ ổn định trong màu áo đội tuyển Công an Hà Nội. Đây là một thủ môn có kinh nghiệm và đó sẽ là sự bổ sung rất chất lượng cho đội tuyển quốc gia. Đó là điều làm tôi rất vui. Ai là người thể hiện tốt nhất sẽ được chọn để bắt chính. Nếu kịch bản Philip khoác áo đội tuyển Việt Nam thành hiện thực, Đặng Văn Lâm chắc chắn sẽ có đối trọng lớn trong việc cạnh tranh vị trí chính thức. Vị thuyền trưởng sinh năm 1951 cũng nói về định hướng sử dụng cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng tại nước ngoài. Tôi hy vọng từ trường hợp của Philip Nguyễn, các cầu thủ Việt kiều khác sẽ có cơ hội nhập tịch để khoác áo đội tuyển quốc gia. Chiêu mộ các cầu thủ song tịch là một trong những cách mà các đội bóng châu Phi như Maroc, Senegal, Algeria đã làm để nâng tầm đội tuyển. Tại châu Á, Nhật Bản, Thái Lan hay Indo cũng đang làm được việc này. Chúng ta biết rằng số lượng các cầu thủ gốc Việt đang thi đấu trên toàn thế giới là rất lớn. Do có nhiều giải đấu khác nhau, đặc biệt cấp độ U23, chúng ta có một đội U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á tại Thái Lan. Với nòng cốt là các cầu thủ còn rất trẻ, họ không đại diện cho lực lượng mạnh nhất của Việt Nam. Và đây là điều bình thường khi có nhiều giải đấu khác nhau trong cùng khoảng thời gian. Chúng tôi đang trong quá trình hướng tới vòng loại World Cup diễn ra từ tháng 11. Với cương vị huấn luyện viên trưởng cả đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, tôi có ưu thế để làm việc. Với trải nghiệm ở Nhật Bản cùng quãng thời gian huấn luyện U23 Việt Nam, tôi hiểu rằng cầu thủ trẻ ngày càng linh hoạt thì thích nghi với cái mới nhanh hơn. Theo lịch, trong tháng 9, đội tuyển Việt Nam giao hữu với Palestine, còn Việt Nam thi đấu tại vòng loại U23 châu Á. Đến tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có các trận đấu giao hữu quốc tế và đây là cơ hội để ban huấn luyện tiếp tục làm việc với cầu thủ, xây dựng ra đội hình lý tưởng cho loạt trận tháng 11. Huấn luyện viên Chaucer, Công Phượng, Văn Toàn giỏi hơn nhiều cầu thủ tại V-League. Huấn luyện viên Chaucer cho rằng Công Phượng, Văn Toàn có trình độ cao hơn nhiều so với cầu thủ tại V-League. Mọi thứ còn quá sớm để có thể nói về chuyện gạt Công Phượng và Văn Toàn khỏi danh sách triệu tập của tuyển Việt Nam. Trình độ của họ hơn cầu thủ đá chính tại V-League và tôi không muốn đánh mất họ ở tuyển Việt Nam. Nếu như chúng ta lấy tiêu chí cầu thủ phải đá thường xuyên mới được lên đội tuyển thì hãy nhìn vào đội tuyển Pháp. Ngoại trừ Mbappe, các tuyển thủ quốc gia sẽ phải đá thường xuyên tại câu lạc bộ châu Âu hay Champions League. Với đội tuyển Việt Nam, chúng ta cần điều chỉnh để phù hợp với thực tế, không phải cứ áp dụng tiêu chí kể trên. Vì bóng đá Việt Nam có nhiều điều khác biệt và chúng ta cần phải đảm bảo cơ hội lên đội tuyển cho những trường hợp cá biệt như Công Phượng và Văn Toàn. Ngoài Văn Toàn và Công Phượng thì nhà cầm quân người Pháp muốn có thủ môn Philip Nguyễn, ngôi sao mới của V-League đang khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội. Huấn luyện viên Chaucer chia sẻ, thủ môn Philip Nguyễn đang trong quá trình xin quốc tịch, cậu ấy có phong độ tốt tại câu lạc bộ Công an Hà Nội. Kinh nghiệm thi đấu ở giải châu Âu của Philip Nguyễn là điều không thể bỏ qua. Tôi nghĩ Philip Nguyễn sẽ là sự bổ sung chất lượng cho tuyển Việt Nam. Tôi vui vì điều này, còn ai tốt hơn sẽ được bắt chính tại tuyển Việt Nam. Ngày 11 tháng 9, tuyển Việt Nam đã giao hữu với Palestine ở sân Thiên Trường. Trong tháng 10, Việt Nam lần lượt chạm trán Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Bốn trận đấu này sẽ có mục đích quan trọng giúp Chaucer đánh giá toàn diện về tuyển Việt Nam với tham vọng giành vé dự World Cup 2026. Nhận lót tay 12 tỷ đồng, Quế Ngọc Hải sắp ký hợp đồng với câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Trung vệ Quế Ngọc Hải chia tay câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và gia nhập đội bóng khu vực miền Nam. Trung vệ Quế Ngọc Hải đã nói lời chia tay với câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sau mùa giải 2023. Với nguyện vọng là tìm kiếm danh hiệu ở giai đoạn đã bước qua tuổi 30, Quế Ngọc Hải muốn cập bến đội bóng đặt mục tiêu cao ở mùa giải 2023-2024. Theo đó, câu lạc bộ BKMX Bình Dương được cho là sẽ là điểm đến mới của trung vệ sinh năm 1993. Có nhiều thông tin cho rằng Quế Ngọc Hải có thể gia nhập câu lạc bộ BKMX Bình Dương với hợp đồng có thời hạn 2 năm, mức lót tay là 6 tỷ đồng một năm và nhận được toàn bộ trong một lần. Trong thời gian tới, câu lạc bộ BKMX Bình Dương sẽ có thông tin chính thức về bản hợp đồng này. Chiêu mộ về trung vệ đội tuyển Việt Nam, đội bóng đất thủ cũng đã nói lời chia tay với trung vệ Nguyễn Thanh Long. Trên trang cá nhân, Thanh Long chia sẻ đã chia tay câu lạc bộ BKMX Bình Dương sau nhiều năm gắn bó. Ngoài trường hợp của Quế Ngọc Hải, Bình Dương cũng đang tiến hành cải tổ nhân sự. Theo đó, nhiều khả năng một cái tên khác xứ nghệ là Trần Đình Hoàng cũng sẽ vào BKMX Bình Dương lập nghiệp. Viễn cảnh các anh em thân thiết ở đội tuyển quốc gia là Quế Ngọc Hải và Nguyễn Tiến Linh thi đấu cùng nhau khiến người hâm mộ vô cùng háo hức. Dù vậy, theo nhiều nguồn tin, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh sẽ ra đi tìm một đội bóng mới để thử thách bản thân. Câu lạc bộ Hà Nội khó gia hạn hợp đồng với Bùi Hoàng Việt Anh. Câu lạc bộ Hà Nội gặp khó khăn trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng với Bùi Hoàng Việt Anh. Bùi Hoàng Việt Anh sẽ hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ Hà Nội sau mùa giải 2023-2024. Đội bóng thủ đô muốn giữ chân cầu thủ trụ cột, nhưng quá trình đàm phán hợp đồng diễn ra không mấy suôn sẻ. Đến thời điểm này, chưa có thỏa thuận nào giữa đôi bên. Bùi Hoàng Việt Anh ưu tiên ở lại câu lạc bộ Hà Nội, nơi đào tạo ra anh, nhưng trụ vệ này có những đòi hỏi về điều khoản cá nhân.
Việt Anh được câu lạc bộ Hà Nội cho mượn thi đấu tại Hà Tĩnh trong 3 mùa giải trước khi trở lại đội bóng thủ đô vào năm 2020. Anh đá 67 trận trong 4 mùa giải tại V-League và có được 6 bàn. Bùi Hoàng Việt Anh cùng câu lạc bộ Hà Nội giành các danh hiệu Cúp Quốc gia, V-League. Trong thời gian này, trung vệ sinh năm 1999 cũng thi đấu nổi bật trong màu áo đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Chiều cao 1m81 cùng với khả năng chơi chân ấn tượng là sự khác biệt của cầu thủ này so với nhiều trung vệ tại V-League. Nếu không thể giữ chân Bùi Hoàng Việt Anh, huấn luyện viên Božidar Banovic sẽ phải tính đến việc sử dụng nhiều cầu thủ trẻ như là Vũ Tiến Long, Nguyễn Đức Anh hay Vũ Văn Sơn. Cặp trung vệ thường xuyên ra sân của đội bóng thủ đô sẽ là Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Thành Trung. Trong mùa giải 2023, mỗi khi các trung vệ nội không thể ra sân, ông Banovic sẽ ưu tiên Macao ở vị trí này. Tiền vệ người Brazil đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn nhưng không phải là phương án lâu dài. Mỗi lần Macao xuống đá trung vệ, khả năng phòng ngự từ xa của tuyến tiền vệ Hà Nội suy giảm đáng kể. Ở chiều hướng ngược lại, câu lạc bộ Hà Nội có thể ký hợp đồng với hai cầu thủ của Sông Lam Nghệ An là thủ môn Nguyễn Văn Hoàng và tiền vệ Phạm Xuân Mạnh. Văn Hoàng là người thế chỗ cho Văn Công, thủ môn sẽ hết hạn hợp đồng và ra đi vào cuối mùa giải năm nay.